Mặc dù được cấp phép khai thác cát tại dự án khai thác cát sông Hồng tại điểm mỏ xã Đại Tự, xã Hồng Châu, xã Trung Kiên, huyện Yên Lạc và xã Vĩnh Ninh, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc. Nhưng cho đến nay, đã hơn 5 năm, công ty cổ phần TMS Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng lại chưa hề được khai thác cát với hàng loạt lý do mà Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc đưa ra. Do cái việc cấp phép bị trồng lấn vị trí với Hà Nội, thì sau đó thì công ty đã tiến hành điều chỉnh lại địa giới để mà cho nó đúng với cái vị trí của công ty được cấp phép. Sau đó Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc đã có một số các cái văn bản đề nghị công ty tạm dừng để mà thanh tra, thì cũng đã có các cái cuộc thanh tra thì công ty thì không có sai phạm gì, mà công ty luôn luôn chấp hành tất cả các cái quyết định, các cái văn bản của Ủy ban Nhân dân tỉnh ra. Thì là từ ngày được cấp phép là từ tháng 2 năm 2015 đến giờ thì công ty vẫn chưa khai thác, vì là do các cái văn bản tạm dừng của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Thế nhưng công ty này còn phải đứng nhìn hàng loạt tàu cuốc, tàu hút, xà lan đến khai thác trái phép trong và ngoài điểm mỏ được cấp phép của công ty và gây mất an ninh trật tự, đồng thời làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của công ty. Khoảng cuối tháng 12 năm 2018 cho đến tháng 2 tháng 3 năm 2019 thì xuất hiện rất nhiều các cái tàu lạ khai thác trái phép tại cái khu vực mỏ của công ty, là cụ thể là xã Đại Tự và xã Vĩnh Ninh. Thì lợi dụng cái việc mà địa bàn giáp danh giữa Hà Nội và Vĩnh Phúc, thì cái vị trí mỏ của công ty thì là giáp danh giữa Hà Nội và công ty được cấp phép thì là ở bên Vĩnh Phúc, thì các đối tượng đã ngang nhiên mang tàu đến khai thác trái phép, mang rất nhiều tàu đến khai thác trái phép trong một thời gian dài, trong vòng mấy tháng thì các đối tượng là vào trong vị trí mỏ của công ty để khai thác. Thì công ty đã rất nhiều lần đến xua đuổi nhưng mà không có kết quả. Sau đó thì công ty phải làm đơn trình báo lên các cơ quan chức năng ban ngành của Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc và Công an tỉnh Vĩnh Phúc nhờ can thiệp. Thì sau đó một thời gian, thì sau khi công ty làm đơn trình báo lên các cơ quan chức năng thì các đối tượng mới di rời khỏi vị trí mỏ của công ty. Đấy, thì sau đó chắc là do công ty xua đuổi các cái tàu khai thác trái phép tại vị trí mỏ công ty, thì sau đó các đối tượng này nó đã kích động bà con nhân dân là xúi dục ra để mà phá hoại tài sản của công ty, để mà gây áp lực đối với công ty. Được biết, ngay sau đó công ty TMS đã có nhiều động thái để xua đuổi các phương tiện khai thác cát trái phép tại khu vực mà công ty được cấp phép khai thác, nhưng các phương tiện nêu trên vẫn không chịu rời đi. Chỉ sau hơn một năm, công ty có đơn trình báo số 01 TBCT ngày 4 tháng 3 năm 2019 trình báo về một số tàu xâm nhập trái phép vào địa phận mỏ cho Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc, Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Vĩnh Phúc, Ủy ban Nhân dân huyện Yên Lạc, Ủy ban Nhân dân huyện Vĩnh Tường đề nghị can thiệp giúp đỡ. Cho đến ngày 10 tháng 3 năm 2020, các đối tượng khai thác trái phép tại hai khu vực mỏ nói trên mới chịu rời tàu thuyền ra khỏi khu vực được cấp phép của công ty. Tuy nhiên, sau khi các đối tượng khai thác cát trái phép tại khu mỏ của công ty di rời đi, thì các đối tượng này đã thuê rất nhiều các đối tượng lạ mặt đến kích động, xúi dục bà con thôn Hậu Lộc tập trung đến khu vực mỏ và nhà điều hành của công ty để gây mất an ninh trật tự. Vào khoảng 16 giờ ngày 18 tháng 3 năm 2019, tại nhà điều hành của công ty đóng tại khu vực mỏ thôn Hậu Lộc, xã Vĩnh Linh, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc, thì xuất hiện rất nhiều cái đối tượng lạ mặt kích động bà con nhân dân thôn Hậu Lộc đến là phá rỡ đường dây điện ba pha mà công ty đã đầu tư để mà cung cấp nguồn điện để mà phục vụ cho sản xuất trong khu vực mỏ của công ty. Sau đó thì công ty cũng đã trình báo lên công an xã, Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Ninh và công an huyện Vĩnh Tường, thì đề nghị là can thiệp giúp đỡ để mà tìm ra các cái đối tượng đã phá hoại tài sản của công ty. Không dừng lại ở đó, khoảng 14:30 ngày 10 tháng 5 năm 2019, các đối tượng đã kích động và cùng bà con thôn Hậu Lộc
tụ tập tại khu vực điểm mỏ của công ty, đập phá nhà điều hành của công ty, gây thiệt hại rất lớn đối với công ty và làm mất an ninh trật tự tại khu vực mỏ của công ty. Cái đường dây điện thì công ty thì thiệt hại khoảng hơn 100 triệu, là toàn bộ cột điện, 16 cái cột điện và hơn 1.000 mét dây điện ba pha. Còn thiệt hại về cái phá hoại cái nhà điều hành của công ty thì thiệt hại khoảng 300 triệu. Ngay sau đó, công ty đã có đơn trình báo sự việc lên cơ quan công an tỉnh Vĩnh Phúc. Thế nhưng, thật bất ngờ sau khi điều tra, xác minh, công an huyện Vĩnh Tường lại ra quyết định không khởi tố vụ án do hành vi chưa cấu thành tội phạm. Tới đây, dư luận không thể không hoài nghi về việc có bàn tay nào đang bao che cho hoạt động khai thác cát trái phép lộng hành ở đây. Từ đó, có thể đẩy một doanh nghiệp làm ăn chân chính đến bên bờ vực phá sản.